刘店总荣幸访问大家，大家刚才一起播出各把在很多不空点融合的来，后面就带会搞你有这些方面的，你们朋友在中间方面都来参参，慢慢进来。啊，当上我们对栏目的爱，各位听这种感觉是特别，是特别，特别啦。một thành viên của FC Beatles Việt Nam đã phải xin cái ảnh này của một phóng viên của Mỹ. Đây là bức ảnh được chụp vào ngày 25 tháng 6 năm 1965. Lúc đó thì trong cái tour diễn của Beatles sang châu Á thì Beatles định đến Việt Nam. Các bạn nhìn thấy là Beatles go to this mission vì một cái sứ mệnh hòa bình, vì lúc ấy Việt Nam đang xảy ra cuộc chiến tranh như thế. Thế nhưng mà ở phút cuối cùng thì không hiểu lý do gì mà cái chuyến đi đến Việt Nam là bị hủy. Lúc này chúng tôi vẫn đang tìm kiếm thông tin là hình như là cái máy bay chở Beatles có dừng ở Tân Sơn Nhất một vài phút và transit bay đi ngay hay là không dừng. Thì lúc này ở Mỹ người ta cũng đang chưa thể nào biết được chính xác cái thông tin như thế nào. Chỉ biết rằng là đã có kế hoạch đến Việt Nam nhưng rồi Beatles chỉ biểu diễn ở Philippines thôi. Chúng ta bị buộc đi một cái cơ hội được gặp Beatles của những thế hệ của anh cha chúng ta. Thế nhưng mà 50 năm sau thì là có một thế hệ, là có rất nhiều người ở Việt Nam để hôm nay đến đây để chứng kiến một cái sự ra đời của câu lạc bộ Beatles Fan Club. Qua sự giới thiệu của nhà văn Tâm Phan đang sống tại Thụy Sĩ thì trưởng Beatles Fan Club của Thụy Sĩ là anh Mission Hans có liên lạc với chúng tôi và đề nghị rằng là tại sao các bạn Việt Nam không thành lập một FC và chúng ta có thể kết nghĩa với nhau, Việt Nam kết nghĩa Thụy Sĩ cũng như là châu Á kết nghĩa với châu Âu trong một cuộc chơi âm nhạc của Beatles rất là văn hóa. Và ngay lập tức thì chúng tôi đã thấy là ý kiến đó rất là hay và chúng tôi quyết định là ok, chúng tôi sẽ thành lập FC chính thức của Việt Nam và mong ngày rất là gần thì anh Mission Hass và các đồng nghiệp, các bạn bè ở Thụy Sĩ sẽ sang Việt Nam sẽ chơi Beatles và chúng ta sẽ có được một câu chuyện là người Việt Nam không phải ở chỉ Việt Nam không, ở Mỹ, ở Thụy Sĩ và trên khắp thế giới có thể cùng nhau nằm trong một cái FC Beatles và chúng ta chia sẻ những điều thú vị nhất về âm nhạc, những điều tốt đẹp nhất về ý nghĩa cuộc sống. Thế thì ngày hôm nay thì tôi có mời đến đây có rất là nhiều người mà lâu lắm tôi cũng không gặp. Có anh Cao Xuân Thành là người viết cái cuốn Beatles đầu tiên ở Việt Nam. Có anh Dũng ở số 49 Quang Trung Digital là những người mà đã in ra những cuốn băng đầu tiên cassette và CD để cho thế hệ của tôi, thế hệ năm nay tôi đã 45 tuổi và có rất nhiều bạn trẻ năm nay mới 20 tuổi được nghe. Và ở đây có cả những bạn trẻ chúng ta còn đang học đại học và tất cả mọi người đều có một niềm đam mê chung đó là Beatles. Vậy thì xin một cái tràng vỗ tay các bạn cho chúng ta vì chúng ta đã qua phải đây. FC ra đời nhưng ngay lập tức nhận rất nhiều sự giúp đỡ. Đầu tiên là phải nói đến quán cà phê Champion số 5 Nguyễn Văn Bích của Tuấn Anh. Mời Tuấn Anh, Tuấn Anh đứng đây. Đây là một bạn trẻ đam mê Beatles mà tôi được biết đến là bạn ấy thích Beatles và hát Beatles từ cách đây 20 năm ở trong 15 năm ở trong cái quán có tên là Nhạc Tranh. Đó là quán cà phê đầu tiên mà hát Beatles Hà Nội. Và hôm nay anh chủ cho quán Nhạc Tranh ngày xưa cũng có mặt tại đây. Rồi anh Sơn chung những người chơi guitar Beatles có thể gọi là siêu đỉnh của Việt Nam hôm nay cũng có mặt ở đây để chia vui với chúng ta. Và Tuấn Anh quyết định là sẽ biến ngay cái quán cà phê sách Trần Quyên này thành trụ sở chính thức của Fan Club Beatles và sau tới chúng tôi sẽ treo một cái biển nhỏ để cho mọi người, kể cả các bạn nước ngoài đến đây để biết là Việt Nam đã có một địa điểm chính thức như thế của Fan Club. Thứ hai rằng là chúng tôi có logo đặt chút cho mình cái logo của nhóm không? Mà anh muốn xem cái ảnh logo. Giới thiệu với hai cái chị cái ảnh logo của FC. Cái ảnh logo này chúng tôi sẽ in áo phông, in cái đồ kỷ niệm hoặc là tất cả những cái vật dụng gì đấy mà chúng ta cảm thấy là nên có cái hình ảnh của cái FC và chúng tôi sẽ đăng ký chính thức cái bản quyền của cái logo này. Ok, các bạn xin chờ một chút. Chúng tôi sẽ đăng ký cái logo này, sau đó chúng ta sẽ in sách
chúng tôi FC Victor Việt Nam lúc này thì có rất là nhiều nhà tài trợ sẽ đồng ý là chúng tôi sẽ lập một quỹ quỹ, mọi người sẽ đóng góp tiền vào và chúng tôi sẽ mua bản quyền những cuốn sách của Victor, những cuốn sách tốt nhất và chúng tôi sẽ dịch và in lên Việt Nam dưới hình tiếng Việt. Và FC Victor sẽ là người đứng ra làm những cuốn sách. Đây. Tức là một phút được không? Chưa rồi. Các bạn có thể nhìn thấy cho mình quay lại cảnh vừa rồi. Cái ảnh logo vừa rồi. Đây chính là một cái đồ họa của cái album Abbey Road mà khi mà bốn chàng trai băng qua đường London. Nhưng mà tại sao chúng tôi lại chọn cái này? Vì cái này nó rất gần với Việt Nam vô cùng. Các bạn biết đấy. Một ban nhạc mà như Joel nói là thậm chí còn nổi tiếng hơn cả Đức Chúa Giêsu nữa. Thế nhưng mà họ vẫn đi qua đường bởi những cái vạch vôi gì những người đi bộ mà xung quanh thì không có ô tô nào hết. Đến Peter mà còn phải tuân thủ luật như thế thì đến một ý nghĩa thông điệp rất là tốt đối với người Việt Nam chúng ta. Và tôi biết là khi Peter đưa cái ảnh lên biển thì họ có ý tưởng là như thế này, là mọi thứ đều theo cái luật hết, đến cả cái sự thành công, cái sự nổi tiếng đến như thứ quái Peter thì cũng sẽ có ngày phải dừng lại của cái cuộc chơi ý. Và chính cái ảnh này đã nói đến cái thông điệp cuối cùng của họ là cuộc chơi nó phải theo quy luật thôi, họ sẽ dừng lại. Thế nhưng mà chúng ta những người mà được thưởng thức theo nhạc của họ thì sẽ không dừng lại, đúng không? Bản thân cái sản phẩm âm nhạc của Peter lúc này ngấm sâu vào từng thế hệ và có thể trở thành những cái kiến thức cũng như là cái phong văn hóa rất là tốt cho chúng ta. Đây là logo cho có tên là Beatles Việt Nam Official Fan Club và có cái chữ copyright đằng sau. Chúng ta sẽ đăng ký cái này với tư cách là bản quyền của FC. Tiếp tục là hình ảnh của cái mẫu áo mà chúng tôi sẽ in cái mẫu logo trên áo và cái màu áo có thể thay đổi bất kỳ, ví dụ như là ở Hà Nội, ở Hải Phòng, ở Đà Nẵng, ở Huế, ở Sài Gòn, có thể các bạn chọn các màu áo khác nhau hoặc chọn các màu logo khác nhau, chúng ta chỉ chung nhau cái logo của Fan Club Peter thôi. Và tôi hy vọng rằng là sang năm tới khi mà chúng ta có những cái event, những cái sự kiện Peter thì rất là vui trên sân khấu, rất là sẵn sàng và tất cả mọi người đều nhìn nhau biết là bạn này đến từ FC của Peter, từ Huế hoặc từ Đà Nẵng hoặc từ Sài Gòn. Cho anh một cái ảnh của anh May Mission Hats giới thiệu đây. Anh mặc áo đen chính là Mission Hats. Anh ấy cũng đã năm nay cũng đã rất là nhiều tuổi và sắp tới các bạn sẽ xem một phóng sự ngắn khi mà nhà văn Tâm Phan có đến thăm Mission Hats và anh ấy có cả một thư viện ý tưởng rất là lớn. Khi anh ấy chat với tôi thì anh ấy nói là tôi rất là muốn mang tất cả các tài sản, những cái đồ lưu niệm của FC Thụy Sĩ sang Việt Nam để chúng ta có thể chơi cùng với nhau. Và anh ấy rất là nhiệt tình khi anh nói là tôi sẽ nói với đại sứ quán ở bên ta và tôi sẽ nói với tất cả các tổ chức văn hóa ở nước ta rằng là hãy ủng hộ cho cái ý tưởng là cái sự kết nghĩa của FC. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ và cái điều chúng ta cần duy nhất lúc này là gì? Là sự nhiệt tình. Mời Lâm Vũ. Các bạn đã biết là năm ngoái thì VTV Cup có quay một chương trình có tên là Chuyện Ngày Hôm Qua. Đó là một cái chương trình mà chúng tôi quay lại một cái câu chuyện của những cái thế hệ chơi Beatles những năm 90. Cái thế hệ mà năm nay mà họ cũng bằng tuổi của John Lennon vào năm 1980. Đấy là những chàng trai đã 40 tuổi. Thế nhưng mà vẫn rất là đam mê, vẫn là thích chơi Beatles và dự định là chúng tôi sẽ còn làm tiếp những cái số khác nữa. Mà tôi hy vọng là khi cái sự ra đời của FC này sẽ thu hút rất là nhiều cái người chơi nhạc, người hát hoặc là các bạn đam mê. Thì tôi hy vọng từ những cái số ra năm thì chúng ta có thể có những cái số làm về kỷ niệm về Beatles rồi cho nên rất là thú vị. Ngày hôm nay là ngày 6 và các bạn biết là chúng ta rất là gần cái ngày kỷ niệm này người mất của cho nên mà hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị một cái chương trình hoàn toàn với các bạn đây. Tôi đề nghị tất cả chúng ta sẽ đều phải hát. Ở đây chúng tôi có đủ lời tất cả bài hát. Chúng tôi có thể chơi tất cả các bài và các bạn có thể hát. Chúng ta hôm nay làm cái cuộc vui, cái cuộc chia sẻ và chúng ta hãy tự mình nói lên được cái sự đam mê của mình ở trong cái chương trình này. Có lẽ là chúng ta sẽ không nên nói nhiều mà phải có hát thôi. Đề nghị anh Tuấn Anh.